Vui được gặp lại quý vị khán giả của chương trình Ẩm thực Quảng Ninh. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Hoài Thu muốn mời tất cả quý vị cùng với Hoài Thu thưởng thức một món ăn rất dân dã nhưng cũng đảm bảo là cực kỳ thơm ngon với tên gọi gà nướng lu. Nguyên liệu chính của món ăn này chính là gà và các gia vị để pha đồ chấm như muối, hạt tiêu và ớt. Gà nướng lu của mình thì là không tẩm ướp gia vị nên là chất liệu con gà ngon thì món sẽ ngon. Và con gà rơi khoảng từ cân 2 đến cân 8 và là gà mái nuôi từ 3 đến 4 tháng thì sẽ là món ăn sẽ ngon. Và khi nhiệt độ mình nướng rơi khoảng tầm 200 độ trong vòng 30 phút. Trong thời gian chất bếp và đợi than lên thì chúng ta sẽ cùng sơ chế gà quý vị nhé. Chúng ta nên sắt muối để rửa gà cho thật sạch, rồi để gà ráo nước và đem đi nướng. Gà nướng lu với mùi vị nguyên bản nên khi bắt đầu nướng không cần tẩm ướp thêm gia vị gì. Trong thời gian đợi gà chín thì cùng đi pha đồ chấm thôi nào. Thái một ít lá chanh và ớt rồi giã ra cùng với nhau. Cho thêm muối hạt này, một ít hạt tiêu và mì chính, đảo đều lên là đã có được một đĩa đồ chấm ngon tuyệt vời rồi đấy nhé. Sau đó, chúng ta pha thêm một chút hỗn hợp gồm dầu ăn, nước mắm, chanh để khi gà chín tới, vắt lên da gà, gà sẽ có màu vàng đẹp, da giòn bóng và đầm vị một chút. Sau khi quét đều lên các mặt, chúng ta bỏ gà vào nướng thêm 5-7 phút nữa rồi đem ra chặt là có thể thưởng thức rồi. Điểm độc đáo của món ăn này là khi gà được nướng trong lu thì nhiệt sẽ rất cao nên gà được chín nhanh và gà không bị mất nước nên vẫn giữ nguyên được độ thơm ngon của món ăn. Vâng, và Hoài Thu đã chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ để món gà nướng lu có thể hoàn thành. Và cảm quan nhìn bên ngoài thì món ăn này có màu sắc vàng rượm rất là đẹp mắt đúng không ạ? Và chắc chắn là nhìn như thế này thì da gà rất là giòn đấy ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời mọi người hãy thưởng thức với Hoài Thu nhé. Thực là khi thưởng thức thì đúng là da gà rất là giòn và thịt gà thì thơm, không quá dai, cũng không quá mềm, rất là vừa miệng. Và đặc biệt là khi kết hợp với cả đồ chấm ở đây, đó chính là muối, ớt, lá chanh và có cả một chút tiêu nữa, nên khiến cho món ăn trở nên rất là dậy vị và tròn vị hơn. Và nếu như có thời gian rảnh thì các bạn đừng quên thưởng thức món gà nướng lu mà ngày hôm nay chương trình Ẩm thực Quảng Ninh đã giới thiệu nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.